Bayern Munich xác nhận có cuộc đàm phán chuyển nhượng Ronaldo. Giám đốc Bayern Munich xác nhận có cuộc thảo luận và đàm phán về việc chuyển nhượng Cristiano Ronaldo từ Manchester United. Đó là dòng tít trên tờ Miro Anh khi chia sẻ. Bình luận của giám đốc điều hành Bayern Munich Oliver Kahn trong thương vụ chuyển nhượng siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo từ Manchester United. Cristiano Ronaldo muốn rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng không thành công. Với việc không thể trở thành nhân tố chủ chốt của MU dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag, tương lai của Ronaldo chắc chắn sẽ được xem xét kỹ lưỡng khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm tới. Mới đây, giám đốc điều hành của Bayern Munich, Oliver Kahn đã xác nhận rằng hùng sao nước Đức đã tổ chức các cuộc thảo luận và đàm phán về việc ký hợp đồng với ngôi sao của Manchester United Cristiano Ronaldo vào mùa hè vừa qua nhưng đã đi đến kết luận là không mua anh. Ronaldo, 37 tuổi đã ghi được 24 bàn thắng trong MU trên mọi đấu trường mùa trước, trong đó có 18 bàn ở Premier League và 6 bàn ở Champions League. Nhưng với việc MU chỉ đứng thứ 6 Premier League và không có suất dự Champions League mùa này, Ronaldo muốn rời Old Trafford. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cũng rất buồn khi chứng kiến mức lương của mình bị MU cắt giảm. Do MU không đá Champions League mà chỉ tham dự đấu trường hạng hay Europa League, mỗi thành viên của đội bóng bị cắt giảm 25% lương hàng tuần như điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, Ronaldo đã không thể đảm bảo một lối thoát khỏi Old Trafford do không có câu lạc bộ nào sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về tiền lương và đảm bảo cho anh đá chính thường xuyên. Nó đã để lại một tình huống khó xử cho MU và chính Ronaldo. Ronaldo mới đá chính một trận duy nhất trong 7 trận đã qua tại Premier League và không ghi được bàn nào. Trong khi đó, tại Europa League, Ronaldo đá chính cả 3 trận và ghi một bàn trên chấm 11m. Ronaldo vẫn là cầu thủ có thu nhập cao nhất của MU nhưng xếp sau Marcus Rashford và Anthony Martial theo thứ tự ưu tiên trong đội hình quỷ đỏ dưới thời Erik ten Hag. Cựu siêu sao của Real Madrid đã buộc phải theo dõi toàn bộ trận thua đậm 3-6 của MU trước kình địch Man City trên băng ghế dự bị. Mặc dù ten Hag đã có 5 lần thay người, quyết định của chiến lược gia người Hà Lan khi tung Martial vào sân thay vì Ronaldo là chính xác khi tiền đạo người Pháp đã ghi 2 bàn cho MU. Danh sách các điểm đến tiềm năng của Ronaldo đã bị rút gọn trong những năm gần đây với rất ít câu lạc bộ có thể đáp ứng lương của anh, cũng như các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu cũng không đảm bảo trao suất đá chính thường xuyên cho anh. Giám đốc điều hành Bayern Munich Kahn đã giải thích rằng câu lạc bộ của ông đã xem xét ý tưởng mua Ronaldo cùng với Borussia Dortmund trước khi quyết định nói không. Oliver Kahn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild Đức và được trích dẫn bởi Diario AS Tây Ban Nha. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận ngắn gọn về việc Cristiano Ronaldo đến Bayern Munich cũng như Borussia Dortmund. Chúng tôi cũng nhìn thấy bức tranh lớn ở Bundesliga. Một yếu tố quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của các fan đến giải đấu, tất nhiên là những siêu sao như Ronaldo. Cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của thập kỷ qua, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng loại bỏ ý tưởng mua Ronaldo. Dù Cristiano Ronaldo vẫn còn cơ hội rời Manchester United sau World Cup 2022, nhưng giám đốc bóng đá của quỷ đỏ, Mờ Tàu gần đây đã dội gáo nước lạnh vào ý tưởng đó. Ông khẳng định Cristiano Ronaldo sẽ không đi đâu cả mặc dù anh không được ra sân thường xuyên dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Rạng sáng nay, mùng 7 tháng 10, Cristiano Ronaldo tiếp tục được đá chính ở Europa League trong trận MU ngược dòng hạ Omonia với tỷ số 3-2. Dù được các đồng đội ưu ái trao rất nhiều cơ hội nhưng Ronaldo vẫn vô duyên khó tin trong dứt điểm và không thể ghi được bàn thắng. Trong khi đó, hai ngôi sao cạnh tranh suất đá chính trên hàng công MU với Ronaldo là Marcus Rashford và Anthony Martial đều có cho mình bàn thắng. Dù cả hai chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị, Rashford lập cú đúp, còn Martial cũng ghi được một bàn.